Hello em Đàn, xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người hãy cho em Đàn gửi một lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người nhé. Hôm nay em Toàn lại có một em lân rất là đẹp luôn. Size con lân này size rất là lớn nhá mọi người nhá. Chiều cao của con này lên đến 45 nhá mọi người nhá. Đây mọi người. Chính xác nó vào 44 mọi người. Chiều cao 44 nhá mọi người nhá. Quay như này thì thực ra là nó không rõ được đâu mọi người. Đây là như này, nếu mà em bẻ thước này là chiều cao nó lên là 45 này này mọi người này. Đấy, chiều cao 45. Một con lân size rất là lớn luôn mọi người ạ. Đây bè dọc này của nó để em xem. Dọc này của nó vào khoảng 27 nhá mọi người, à 37 nhá mọi người nhá. 36 và khoảng 36. Rất là đẹp luôn, một con lân to. Để mà bây giờ kiếm được một con lân size lớn rất là hiếm gặp mọi người. Nặng lắm, con này nặng lắm. Đây mọi người, mọi người xem cái chuyện nó phê chưa. Con này chuyện khá là sâu tuổi. Con này cũng là lâu chứ không phải là mới lắm đâu mọi người. Như do người ta sử dụng nên là nó vẫn còn đấy. Ở bên dưới đấy nó có chuyện đấy, rất là đẹp luôn. Em nó nặng quá em không bê được lên lâu, nên là mọi người thông cảm cho em. Đây này, mời mọi người xem này. Đấy, nhìn mặt nó phong thái quá là đẹp luôn. Một con lân này, con lân đực nhá mọi người nhá. Đấy mọi người xem cái cơ bắp của nó này, rất là to luôn. Mùa em gang tay của em luôn. Cơ bắp rất là đẹp, những cái khoái này rất là đẹp luôn. Những cái chỗ này là toàn bộ vẽ vàng nhá mọi người nhá. Đấy, để mà đi sưu tầm được một em lân to này là không phải là dễ gặp đâu mọi người ạ. Con nhỏ nhỏ thì em không nói, nhưng mà với những cái con chiều cao lên đến 44-45 này thì rất là khó luôn. Con này gần như mới đến 80-90% mọi người nhé. Không bị chảy xước mấy. Đấy. Rất là ok luôn. Để em xin phép này. Em tháo máy quay ra, em quay sát lại cho mọi người xem. Em để này nó vẫn hơi khó nhìn. Đây nhá, mời tất cả mọi người xem này. Đấy, quả cầu này, nó vẽ vàng này, rất là đẹp luôn. Đấy. Ok không mọi người? Em thấy khá là ok luôn. Các bác nào mà ưng ý con lân này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn nhé. Liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Mọi người thông cảm cho em, nếu mà mọi người mà không có Zalo thì mọi người em rất mong mọi người nhờ ai cài đặt Zalo, vì em đang ở bên nước ngoài. Nên em không có số điện thoại để gọi về. Như hôm trước có chị hỏi mua cái ấm, bảo em liên hệ theo số điện thoại mà em không làm nào để em liên hệ được, vì là em không dùng điện thoại. Em chỉ dùng Zalo thôi. Nên là rất mong quý anh chị thông cảm cho em. Thôi em xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Em chào mọi người.